hôm nay là ngày 31 mua nhỏ決算はまた安倍官房長官の数字を今テキストなんで完全にシャドーイングだけで聞きながら B60 の64ページ基本構文私は休みますから何時に家に帰りましたか？某高校番1問2考地方三，哎呀，空门用，后来他跑到天边，就打造的男子，我红瓜对打两边，奶奶对西两边，三奶。anh dạy bao lúc bây giờ ví dụ anh có gì không khó tôi có gì không gì chị có đi không khó tôi có đi anh ấy có gì không không anh ấy không hôm nay anh học tiếng Việt anh học tiếng Việt đến mấy giờ đến mấy giờ từ mấy giờ đến mấy giờ hôm qua anh khó làm việc không khó hôm qua tôi có làm việc ngày mai anh khó làm việc không khó anh ngày mai khó làm việc sáng nay anh dậy bảo lúc mấy giờ sáng nay tôi dậy lúc mấy giờ hồi tuần cho anh may đêm qua anh ngủ khó ngon không cảm ơn chị đêm qua tôi ngủ rất ngon anh làm gì hôm qua tôi học tiếng Việt từ 3 giờ đến 5 giờ sau đó tôi đi xung quanh của mặt kiếm và thêm biệt mối thế ạ tất quá tất quá anh về nhà vào lúc mai rồi 30 phút tôi hơi mệt anh làm gì tôi sẽ đi ra ngoài Hồ Chí Minh lăng Hồ Chí Minh tôi đi lăng Hồ Chí Minh từ mối là thật sự của bạn rồi trừ nhận dạy đã đêm qua đêm đi đi bộ đi đường đi thang đúng hôm kia hôm qua qua làm việc làm của Hồ Chí Minh lúc bệnh ngày nay hôm kia hôm qua hôm nay ngày mai ngày kia sáng hôm qua
chia hôm qua, chia nay, chia mai, chia ngày kia. Tối hôm kia, tối qua, tối nay, tối mai, tối ngày kia. Đêm hôm kia, đêm qua, đêm nay, đêm mai, đêm ngày kia. Đoạn chút nữa, đoạn trước, đoạn này, đoạn sau nữa, nữa, tháng trước nữa, tháng trước, tháng này, tháng sau nữa, năm kia, năm ngoái, năm nay, năm sau nữa. Bài 6. Tôi hay đi chợ. Tôi hay đi chợ. Mỗi câu có bạn, có bạn. Tôi đi Osaka. Từ Nhật Bản đến Việt Nam bằng máy bay. Khi nào chị sẽ về nước? Tôi đến Việt Nam năm 2020. Tôi muốn ăn phở. Ví dụ, anh có đi Osaka? Tôi có đi Osaka. Không, tôi không đi Osaka. Từ Nhật Bản đến Việt Nam bằng máy bay. Mất bao nhiêu tiền đồng hồ? Mất 6 tiền đồng hồ. 6 tiền đồng hồ. Mất 6 tiền đồng hồ. Khi nào chị sẽ về nước? Tháng sau sẽ về nước. Anh đến Việt Nam khi nào? Tôi đến Việt Nam năm 2020. Anh có muốn ăn khó? Muốn ăn phở không phải hồi tuần anh nay anh đến Việt Nam khi nào? Tôi đến Việt Nam 30 tháng. Tôi nên bạn đến Việt Nam bằng máy bay bắt thằng mất 6 tiền đồng hồ. Anh đã đi đâu? Tôi đã đi
か単語を聞いても分かんないのがあったから、